Vâng, em Thắng chuyên âm thanh Vẽ Nhật lại xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em Thắng phối ghép một bộ cấu hình để các bác nghe nhạc trong gia đình, nghe nhạc vàng, nghe nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc không lời thì cực kỳ nhạc hay, và nhất là nhạc trước năm 75, nhạc truyền chiến thì cực kỳ nhạc hay. Và sau đây em cũng xin giới thiệu với các bác, em vừa về được một đôi loa đến từ Mỹ và một con âm ly Vitzer 440T, nhà đối tác của những cái dòng loa AL. Và sau đây em giới thiệu với các bác, em về được một đôi AL2AX này, thì thùng gỗ lạng, mặt cây, đít cây thì còn cực kỳ nhà đẹp. Và mỗi một thân thùng của em nó là sở hữu một con bát 25cm, màng giấy gân mút. Và con đôi AL này nhà bát bánh tiêu các bác nhá. Và chung bông tép ruồi thì em về vẫn còn nguyên bản, còn cực kỳ đẹp. Mặt cây đít cây này, từ tuyến là căng em về còn nhất đẹp. Đây, thùng gỗ lạng, thùng còn là cực kỳ đẹp, vân gỗ nhất là đẹp. Đây là chiếc bên trái, còn em quay lỗ sang chiếc bên phải này, chiếc bên phải cũng như vậy. Đấy, cũng mặt cây đít cây, bát đa bánh tiêu, gân mút và chung bông tép ruồi để phục vụ các bác nghe nhạc bolero, nhạc trữ tình, nhạc trước năm 75 thì cực kỳ hay. Thì em về báo cáo với các bác, thùng gỗ lạng vẫn còn đẹp xuất sắc, giấy khai sinh ở đằng sau thì vẫn còn nguyên bản. Và sau đây thì em cũng giới thiệu luôn với các bác một con âm ly Vitzer, mà giá tiền thì đôi loa này với con âm ly này thì giá tiền thì nhất là phải chăng. Âm ly này thì âm ly hàng bãi nhé các bác nhé, lại hàng bãi em về thì là lau chùi qua dọn dẹp em lại quay em giờ xin giới thiệu với các bác. Con này con lì server 440T, mặt vẫn còn trắng bốp, tất cả các chức năng hoàn hảo. Và con này là xuất âm biến thế 135W cho một kênh, thì đánh dòng loa AL này thì cực kỳ là hợp và đẳng cấp rồi. Giá tiền thì phải chăng. Đây, xin giới thiệu với các bác, đây giấy khai sinh đằng sau. Em cũng dán qua cái lượt ni lông, em sợ nó rơi mất, em dán qua cái lượt ni lông. Đấy, AL2AX. Con này thì có hai vi tinh chỉnh. Một lúm thì chỉnh cho dài mít và một lúm thì chỉnh cho dài tép. Đấy, em về thì còn đẹp xuất sắc. Dòng loa cổ từng ấy năm mà vẫn còn đẹp, đít cây các bác nhé. Đấy, bên trước bên phải này cũng như vậy, vẫn còn nguyên bản giấy khai sinh. Em cũng đương test con âm ly với đôi loa này đấy. Đây, còn con âm ly này, con âm ly xuất âm biến thế cực kỳ nhạc khỏe và tiếng chất âm là cực kỳ hay. Em nó sở hữu 4 con sò LCA sò sắt và có 135W trong một cây. Và tuyến là căng nó thì em cũng để ở dưới đây rồi, căng xịn. Đây là chiếc bên phải, còn đây chiếc bên trái em cũng tháo ra để đây. AL2AX. Và sau đây thì em cũng báo thông số và kích thước của cái đôi loa AL2AX này. Em nó có chiều sâu nhà 29,5, chiều ngang nhà 34, còn chiều cao nhà
60,5 phân. Đấy, em cũng giới thiệu với các bác để các bác bày biện trong cái kệ trong gia đình nhà các bác. Đây, hai cặp vẫn còn sẵn đồng vàng chói thì các bác nhé, mặt cây đít cây, đôi loa này rất là đẹp. Kể cả con lông ly này cũng như vậy, con ly silver này cũng như vậy. Còn Vitzer 440T. Và sau đây thì em cũng báo giá công khai luôn cho các bác. Đôi loa này nói chung là tiền nào của ý vậy cũng như vậy thôi. Em cửa hàng em bán đẹp xuất sắc như thế này. Cửa hàng em bán với giá là 14.500.000. Là đôi loa AL2AX bát bánh tiêu gân mút trung bông tép ruồi. Mặt cây đít cây và con âm ly 440T hàng bãi. Có con này là con hàng bãi nhé, em giới thiệu luôn với các bác. Con này hàng bãi về thì nhà em đương bán với cái giá nhà xuất, đương bán với cái giá nhà 15.000.000. Đấy, các bác nào ở gần thì cứ đến trực tiếp với cửa hàng em Thắng. Cửa hàng em Thắng có địa chỉ ở phố Nhật Tảo 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Em có số điện thoại là 0904 393488. Và số điện thoại của em Thắng thì lúc nào cũng để trên màn hình, trên tiêu đề. Để các bác nào có nhu cầu thì cứ gọi điện kết bạn Zalo với em. Rồi em sẽ quay cận cảnh chi tiết, em gửi hình ảnh cho các bác. Và sau đây thì nhà em cũng kết thúc đoạn video em quay để giới thiệu các bác. Các bác nào mà xem được những cái video của em Thắng quay lên thì nhấn cho em xin một nút đăng ký, nhấn vào quả chuông để hàng ngày em có những món đồ nghe nhạc trong gia đình hay những cái món đồ karaoke trong gia đình em về thì em lại quay lên để em giới thiệu với các bác. Và em cũng xin cảm ơn các bác và xin chào các bác.